Vâng, xin chào quý anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt tại đơn vị thành phố Thanh Hóa. Và hôm nay thì tiện công việc về qua thì em đang là có về qua công trình nhà anh chị Biên mà em có set up cách đây được 1 tháng. Vậy thì mời mọi người cùng tham khảo cái video này về tổng thể một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp hoạt động tại đây. Và đang là xem có nhiều đồ không mọi người nhé. Đây mọi người thấy cũng đã tới tiệm rồi đấy ạ. Đây là một trong những tiệm giặt sấy công nghiệp đầu tư có bài bản tại thành phố và các tỉnh, thị xã, thị trấn mà bên em set up. Vậy thì chung quy lại đó là set up một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp tại những cái điểm thành phố như này, thì lựa chọn những cái thiết bị như nào và quy trình hoặc là quy cách set cũng như là trang trí trưng bày về thiết bị cũng như là giá kệ như nào thì anh chị cùng tham khảo tới đây nhé. Mời mọi người xuống xe để cùng tham khảo ở cái mô hình này ạ. Anh à, em chào anh. Cho em quay video một chút này nhá. Như mọi người thấy đây là cái hình ảnh biển bảng mà bên em vẫn hỗ trợ và theo thương hiệu của bên em, một màu xanh rất là quen thuộc đúng không ạ? Và đi vào sâu bên trong mọi người cùng tham khảo về cái thiết bị ở đây nhá. Ở đây thì tiệm là có trưng bày và bán kèm theo đó là nguyên liệu về nước giặt, nước xả này. Đây là những dòng sản phẩm mà khi mà set up về mô hình tiệm và trong quá trình tư vấn về mô hình là bên mình có tư vấn để khách hàng có thể bán kèm theo để tăng thêm cái doanh thu cho mình. Và tiếp theo mọi người có đi vào sâu bên trong này cùng tham khảo cái thiết bị cũng như là hoạt mô hình đang kinh doanh hoạt động như nào nhé. Đây là về thiết bị giặt sấy công nghiệp này, bao gồm là một máy giặt ướt 20 kg kết hợp với một máy sấy khô 25 cân, và bên cạnh này thì mình có tư vấn kèm theo một cái máy dân dụng nhỏ. Cái máy dân dụng này mục đích đó là vào những lượng đồ mà ít như là đồ trắng hoặc những khối lượng đồ 1-2 cân thì khách hàng mang tới chúng ta có thể là sử dụng máy nhỏ này chúng ta xử lý. Và tiếp theo ở thành phố thì sẽ có rất là nhiều những cái loại đồ mặt hàng khác nhau. Đấy, mọi người xử lý rất là nhiều như là quần áo này, sẽ có áo dạ này, các loại dạ và áo phao lông vũ, áo vét, đặc biệt áo vét mọi người nhá. Đấy, vậy thì khi mà anh chị kinh doanh một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp đầu tư tại thành phố ấy thì cái lượng hàng nó rất là đa dạng luôn. Nó sẽ có rất là nhiều những mặt hàng như là các loại chăn lông này, rồi các loại thảm, đệm, ghế, sofa, đặc biệt đó là đối với quần áo. Vậy thì liên quan đến vấn đề đó là xử lý, giặt và đảm bảo khi mà giặt xong một mẻ giặt quần áo phải giữ được form, rồi là cái chất lượng phải đảm bảo thì anh chị có thể tham khảo. Ở đây thì liên quan đến quy trình hỗ trợ hướng dẫn mọi vấn đề liên quan đến giặt nà. Thì nếu như anh chị đang kinh doanh hoặc đang có ý tưởng muốn đầu tư về mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp tại những cái vùng thị trấn hoặc vùng thành phố phát triển thì anh chị chưa có chuyên môn về nghề giặt là liên quan đến quy trình tẩy, quy trình xử lý mọi vấn đề liên quan đến như là quần áo, chăn chiếu thì anh chị có thể tham khảo đơn vị giặt sấy cộng nhé. Còn đây đó là thiết bị bên em cung cấp ạ. Đấy, vậy thì chi tiết về những cái dòng sản phẩm này anh chị cần tư vấn, cần hỗ trợ, cần giải đáp thì có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của mình. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video này.